Thưa quý vị, Sở Thông vận tải Quảng Bình cho biết đã nhận được báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải cho rằng có kẻ xấu cố tình giải hóa chất gây hư hỏng cục bộ mặt đường bê tông nhựa rất nhanh tại ba vị trí của gói thầu số 10 và số 14, dự án mở rộng quốc lộ 1 do công ty này làm nhà đầu tư. Và Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hiện trường tại hai gói thầu trên. Tại các vị trí phát hiện hóa chất, Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã chỉ đạo đơn vị thi công dùng nước tẩy rửa khoanh vùng theo dõi mức độ hư hỏng của mặt đường, đồng thời chỉ đạo cắt bỏ để thảm lại bê tông nhựa, lấy mẫu thí nghiệm và lưu mẫu để phục vụ công tác điều tra. Cũng liên quan tới vụ việc này, công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hải sẽ thưởng 50 triệu đồng cho người cung cấp thông tin thủ phạm dùng hóa chất phá mặt đường quốc lộ 1 ở những đoạn do đơn vị này thi công. Công ty này cam kết sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin. Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình hiện kiểm kiểm tra hiện trường và báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải, còn Công an huyện Bố Trạch đã lấy mẫu nhựa tại các điểm này để xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân. Đứa biết ở hai gói thầu này, công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành đường đến 5 năm, những đơn vị khác chỉ cam kết bảo hành trong thời hạn 1 năm.